Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian cho bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây, mời quý vị cùng điểm qua. Công bố xuất khẩu lô sữa đầu tiên đi Trung Quốc Xử lý nợ xấu còn nhiều vướng mắt Dấu hiệu tích cực đối với nền kinh tế châu Âu Thưa quý vị, ngày 22 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm sữa đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc theo nghị định thư ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 26 tháng 4 năm 2019. Trung Quốc là quốc gia đứng đầu thế giới về nhập khẩu sữa. Năm 2018, Trung Quốc đã nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ các nước với trị giá gần 10 tỷ đô la Mỹ. Sau hơn 6 tháng ký kết nghị định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Đến ngày 16 tháng 10 năm 2019, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có thông báo chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Đồng thời công bố Công ty cổ phần sữa TH là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đủ điều kiện được cấp mã số xuất khẩu hai nhóm sản phẩm sữa gồm sữa tiệt trùng và sữa bổ sung hương liệu tự nhiên Starlac milk và Modified milk sang thị trường tiềm năng nhất thế giới với dân số hơn 1,4 tỷ người và có nhu cầu rất lớn về sữa cho sản phẩm sữa. Hiện còn hồ sơ của 4 doanh nghiệp khác đang được Bộ Nông nghiệp đề xuất các cơ quan chức năng Trung Quốc xem xét cấp mã số xuất khẩu. Việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam cho thấy ngành sữa của Việt Nam ngày càng phát triển hội nhập với thế giới. Dù hành bội thu là tín hiệu chui cho nông dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, thực trạng hành được mùa nhưng mất giá đang gây nhiều khó khăn cho bà con quyền đảo. Dù hành hè thu Nông dân Lý Sơn gieo trồng gần 200 ha chiếm hơn một nửa tổng diện tích đất nông nghiệp. Dù hành này thời tiết thuận lợi đảm bảo được lượng nước tưới, ít sâu bệnh nên hành đạt củ to đều, sản lượng ước đạt trên 2.200 tấn hành củ. Hành được mùa khiến người nông dân thu hoạch đại trà, việc vận chuyển cho đất liền lại gặp khó khăn nên giá hành giảm mạnh chỉ còn 25.000 đồng một ký. Dù hành bội thu là tín hiệu chui cho nông dân trên đảo, tuy nhiên điệp khúc được mùa rất giá đang gây nhiều khó khăn cho bà con nông dân trồng hành. Trước thực trạng này, quyền Lý Sơn đang xây dựng đề án kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị cho sản phẩm nông sản, giảm thiểu phần nào nỗi lo được mùa rớt giá của nông dân trên đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị khẩn trương đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Công dân nêu rõ, ở nhiều địa phương, tiến độ thực hiện công tác, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 còn chậm. Nhiều tỉnh chưa triển khai thực hiện ở cấp xã, thậm chí có tỉnh chưa hoàn thành công tác chuẩn bị. Quỹ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quy động các đơn vị chuyên môn của sở, phối hợp chặt chẽ với các phòng, tài nguyên và môi trường, cấp quyện, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn để nhanh tiến độ thực hiện. Thời hạn hoàn thành cho báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất như sau cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16 tháng 1 năm 2020, cấp huyện hoàn thành trước ngày 1 tháng 3 năm 2020, cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 16 tháng 4 năm 2020, cả nước và các vùng kinh tế xã hội hoàn thành trước ngày 16 tháng 6 năm 2020. Việt Nam có nhiều cải thiện về chỉ số cạnh tranh công nghiệp khi đứng ở vị trí thứ 42 trên toàn cầu. Tuy nhiên, ngành công nghiệp vẫn đang có nhiều thách thức đây là vấn đề được đưa ra trong sách trắng công nghiệp Việt Nam năm 2019 chưa được Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc công bố. Theo sách trắng công nghiệp Việt Nam năm 2019, chỉ số cạnh tranh công nghiệp đã có sự cải thiện đáng kể trong giai đoạn 2006-2016, xếp hạng thứ 6 trong 10 quốc gia thành viên ASEAN. Năm 2018, Việt Nam xếp thứ 42 trên toàn cầu và thứ 5 trong nhóm các nước Nam và Đông Nam Á. Sự cải thiện này chủ yếu là nhà xuất khẩu có sản phẩm chế biến chế tạo tăng song giá trị gia tăng của ngành này lại suy giảm mạnh. Năm 2016, giá trị gia tăng của ngành chế biến chế tạo chiếm 14,3% tổng giá trị quốc nội, giảm so với năm 2006 là 19,4% và thấp hơn 20,9% trung bình khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp Việt Nam hiện còn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp FDI. Trên cơ sở tập trung phân tích nhiều lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam, báo cáo khuyến nghị chính sách Việt Nam cần chú trọng việc tăng cường năng lực trong nước tăng mối liên kết FDI với hệ thống sản xuất nội địa và thúc đẩy hiệu suất ngành chế biến chế tạo. Sự thay đổi nhanh và nhiều của chính sách thuế, đặc biệt là các chính sách thuế đối với linh kiện đã giảm sự hấp dẫn của nhà đầu tư với ngành công nghiệp ô tô nước ta. Thưa quý vị, đó là nhận định được đưa ra tại hội thảo hoàn thiện chính sách thuế và hỗ trợ tài chính thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô diễn ra tại Hà Nội. Tại hội thảo, các diễn giả đã chỉ ra những vấn đề của thực trạng ngành công nghiệp ô tô hiện nay là số doanh nghiệp lắp ráp nhiều, trong khi quy mô thị trường nhỏ, giá bán cao, chất lượng hạn chế so với xe nhập khẩu. Hiện công nghiệp ô tô chỉ tham gia vào phân khúc thấp của chuỗi giá trị, chưa làm chủ được công nghệ lõi. Thị trường chưa hình thành được hệ thống cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện quy mô lớn. Những chính sách về tài chính như thuế, chính sách về đất đai hay tín dụng vẫn chưa được hấp dẫn các nhà đầu tư. Do vậy, để phát triển công nghiệp ô tô, một số đề xuất được đưa ra như trà soát sửa đổi các chính sách tài chính, khuyến khích đầu tư với mức độ ưu đãi phù hợp quy mô đầu tư, cần có chính sách ưu đãi về thuế tài chính nhằm khuyến khích phát triển các dòng xe thân thiện với môi trường, thúc đẩy tỷ lệ nội địa hóa thông qua việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho tỷ lệ phần trăm linh kiện phụ tùng sản xuất trong nước, tập trung chính sách tài chính nhằm phát triển cụm phụ tùng linh kiện hoặc khu công nghiệp ô tô theo chuỗi giá trị. Liên quan tới tình trạng ùn ứ hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với Sở Công Thương Lạng Sơn, lực lượng hải quan và biên phòng tại cửa khẩu Tân Thanh để đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các mặt hàng xuất khẩu. Những giải xe hàng dài như thế này đang chờ được thông quan. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết còn tới 470 xe đang ủng ứ. Tình trạng này kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Ví dụ công ty của em hiện tại đang xuất thì một ngày trung bình ở cửa khẩu xuất được 150 xe. Thanh long 130 xe thì của em xuất được khoảng 15 20 xe thôi. Hàng nó đã đang bị tụt giá từ khoảng từ 15 đến 20 đồng trên hộp. Một trong những nguyên nhân của tình trạng ùn ứ là từ ngày 12 tháng 10, lực lượng hải quan Trung Quốc đưa chào áp dụng hệ thống kiểm tra giám sát toàn bộ quy trình hàng hóa nhập khẩu. Tại cổng kiểm tra cửa khẩu Tân Thanh, phương tiện ô tô kể cả xe có hàng và xe không hàng của Việt Nam và Trung Quốc đều bị kiểm tra. Mỗi xe mất khoảng 6 đến 7 phút lượng xe hàng xuất khẩu trong ngày chỉ đạt tối đa 120 đến 150 xe trên một ngày, dẫn đến không đáp ứng được lưu lượng hàng về cửa khẩu, gây nên ùn ứ cục bộ. Cái việc mà chúng ta tuyên truyền cho các doanh nghiệp của Việt Nam để có thể chấp hành những cái quy định, tuân thủ các cái quy định về bao gói, về nhãn mát cũng như suy xuất nguồn gốc để giúp cho cái khâu kiểm tra ở phía bạn nó sẽ được nhanh hơn và khuyến cáo cho đến các cái ủy ban nhân dân, các tỉnh ở vùng trồng cũng như là các hiệp hội và các doanh nghiệp để có cái điều tiết phù hợp đối với cái, là cái lượng hàng hóa mà đưa ra cửa khẩu. Chúng tôi đã tổ chức các lực lượng, lượng chức năng gặp gỡ, trao đổi với ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu hữu nghị quan Trung Quốc và các lực lượng, lượng các lực lượng, lượng chức năng Trung Quốc ngay tại cửa khẩu để tìm ra các phương án giải quyết nhanh chóng cái hàng hóa dồn ứng tại cửa khẩu. Hiện hai bên đã thống nhất, lực lượng hải quan Trung Quốc có biện pháp để nhanh tiến độ, làm các thủ tục và xem xét cho phương tiện nhập cảnh vào các bến bãi, rồi thực hiện kiểm tra, kiểm soát, tránh ách tắc khu vực cổng cửa khẩu. Thống nhất thực hiện thời gian làm việc trong ngày từ 6 giờ 30 đến 19 giờ 30 theo giờ Hà Nội. Phía Trung Quốc tiếp tục báo cáo xin ý kiến lãnh đạo cấp trên để sớm thực hiện kéo dài thời gian làm việc đến 21 giờ giờ Hà Nội và duy trì thực hiện mỗi khi lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng. Thưa quý vị, nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng tạo cơ chế xử lý nợ xấu đồng bộ, thống nhất và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai, nghị quyết vẫn còn những chướng mắt bất cập cần sự giao của quyết liệt của các ngành các cấp chính quyền địa phương. Dự án khách sạn 18 tầng nằm giang biển chủng tàu này từng là một khoản nợ xấu. Tháng 5 năm 2018, dự án đã được đấu giá thành công, thuộc về chủ mới. Thế nhưng đến nay, dự án vẫn không thể hồi sinh. 20 văn bản doanh nghiệp đã gửi đi cũng rất nhiều văn bản trả lại từ Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Chẳng hạn như văn bản gần đây nhất, người ta nói là ví dụ như cái cái dự án này chúng tôi chưa thể chuyển nhượng được. Lý do chính là cái dự án này không trong cái, 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 cái dự án được đấu giá. Cũng như là dự án này là cần thẩm định năng lực của công ty chúng tôi nhưng thực tế công ty chúng tôi đã thanh toán hết tiền rồi. Nợ xấu luôn là vấn đề rất nhạy cảm khiến những đơn vị tổ chức liên quan khi xử lý rất thận trọng. Trồng chéo về luật, sự cẩn trọng của các địa phương khiến cho chính những đơn vị liên quan đến xử lý nợ xấu dẫn lanh quanh, dẫn đến kéo dài thời gian, lãng phí dòng tiền. Trong cái việc quan trọng nhất trong vấn đề xử lý nợ xấu, ngoài cái việc mà nỗ lực của VMC và các thủ chức sử dụng thì cái sự phối hợp của chính quyền địa phương trong cái việc thực hiện các thủ tục về sang tên đổi chủ cho cái người chủ đấu giá là hết sức quan trọng. Ngay cả quan trình xử, xử, xử lý tài sản đảm bảo, thu giữ tài sản đảm bảo thì cũng phải cần có cái sự hỗ trợ từ địa phương, từ cơ quan công an. Thì những cái những cái việc đó thì có những lúc có những nơi cũng phải gặp cũng vẫn phải gặp cũng vẫn đang gặp phải những cái trục trặc. Quá trình xử lý nợ xấu ở mỗi địa phương và mỗi khoản nợ xấu khác nhau khiến cho việc xử lý nợ xấu gặp nhiều trắc trở. Để giải quyết vấn đề này thì chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý cần nhanh chóng chủ động tích cực tháo gỡ các vướng mắc cụ thể. Kết quả của khảo sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB công bố ngày 22 tháng 10 cho thấy, các doanh nghiệp trong khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone vẫn có nhu cầu gia ngân hàng trong quý 3 năm 2019. Đây được coi là một dấu hiệu tích cực trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về nguy cơ tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Eurozone. Trong cuộc khảo sát hàng quý đối với 144 ngân hàng thuộc Eurozone, ECB cho biết nhu cầu của các doanh nghiệp đối với các khoản chay không thay đổi trong quý 3 vừa qua. ECB nêu rõ, nhu cầu tăng nhẹ đối với những khoản vay dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng lại giảm đối với những khoản vay dành cho doanh nghiệp lớn. Nhiều trong số những biện pháp kích thích kinh tế mà ECB thực hiện trong những năm gần đây là nhằm tăng các khoản vay ngân hàng, một yếu tố quan trọng đối với sự tăng trưởng ở châu Âu hơn là những nền kinh tế phát triển khác như Mỹ. Trước tình hình tăng trưởng ảm đạm và các rủi ro tăng, tháng 9 vừa qua, ECB đã thông qua một gói biện pháp nới lỏng tiền tệ nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua các cú sốc từ bên ngoài. Theo đó, Hội đồng Thống kê ECB nhất trí tái khởi động chương trình thu mua trái phiếu và giảm lãi suất chủ chốt sâu hơn vào dùng âm. Tờ New York Times tiết lộ, ngân hàng Deutsche Bank đã hối lộ các quan chức cấp cao của Trung Quốc như thế nào để làm ăn thuận lợi hơn ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo bài viết, Deutsche Bank đã hối lộ những món quà xa xỉ trị giá hàng chục ngàn đô la Mỹ như pha lê, đồ hiệu, rượu quý. Bên cạnh đó, Deutsche Bank đã chi trả cho các cố vấn người Trung Quốc hàng chục triệu đô la Mỹ để giúp ngân hàng này mua được cổ phần của một ngân hàng Trung Quốc và giành được các hợp đồng béo bở với các tập đoàn nhà nước. Hơn một trong con cháu họ hàng thân thích của các quan chức đã được vào làm việc tại ngân hàng. Dù nếu tuyển dụng công bằng, thì không ít người trong số này không đạt tiêu chuẩn. Theo ước tính của các luật sư bên ngoài, việc tuyển dụng khoảng 19 con ông cháu cha sẽ giúp Deutsche Bank đút túi khoảng 189 triệu đô la Mỹ. Hiện phía Deutsche Bank vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ có thể sẽ phải ghi nhận hàng tỷ đô la Mỹ chi phí phát sinh liên quan đến dòng máy bay 737 máy. Nguyên nhân được xác định là do sự không chắc chắn về thời điểm chở bỏ lệnh cấm bay đối với dòng máy bay này. Boeing đã ghi nhận khoản chi phí trước thuế 5,6 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 năm 2019 và hồi tháng 7 đã ước tính tổng thiệt hại từ việc dòng 737 Max bị cấm bay sẽ lên tới hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Giá cổ phiếu của Boeing đã giảm 18% kể từ trụ rơi máy bay 737 MAX thứ hai hồi tháng 3. Boeing đã giảm sản lượng máy bay 737 MAX hàng tháng xuống còn 42 chiếc. Tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ dự định sẽ tăng sản lượng dòng máy bay này lên mức cao kỷ lục trong năm tới. Nhưng nhiều nguồn tin trong ngành cho rằng, ngày càng có khả năng Boeing sẽ phải giảm sản lượng nếu các cơ quan quản lý tiếp tục trì hoãn việc chấp thuận cho 737 MAX bay trở lại. Giờ rồi là bản tin kinh tế tài chính. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.